Hiện tại thì đây là video giới thiệu của tôi. Và đây là lần đầu tiên mình đã quay mặt. Và hôm đó là mình đã bị chấm dứt tài khoản TNT Dark Player của mình. Và hôm nay mình đã lập lại tài khoản của mình với tên là TNT Official Vlog. Đây, và mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc máy tính của tôi. Chiếc máy của tôi này, bây giờ tôi ngược lại cho các bạn xem nhá. Đây là máy tính của tôi. Chiếc case nó đùa với tôi. Thì đây là máy tính thông thường, phổ thông của tôi. Có RAM 4GB. Và bộ nhớ thì nó bị ít ít. Thế này thì chạy Core i3, chưa rõ thế hệ máy. Máy đang chạy trên nền tảng Windows 10 Pro. Toàn đây Spotify của mình. Đây thì em đăng nhập cái tài khoản Facebook của mình nhá. Các bạn nếu các bạn cài Spotify thì các bạn có thể đăng nhập bằng Facebook cũng được. Ok, còn đây. Thì đây là cái trang cá nhân của tôi. Nói vậy thì đây là kênh của tôi. Và đây là video đầu tiên. Đây là video 4K Meta. Tại sao là Meta? Tại vì đây là video thử nghiệm. Các bạn muốn xem điện thoại và muốn mua điện thoại và xem 4K lúc này thì các bạn hãy chọn một chiếc Camtasia Studio mà mua nhá. Nhưng mà thực ra thì mình rất thích Nokia và cái máy mình đang quay chính là Nokia 6218. Tôi thì có fan là fan hâm mộ của Nguyễn Anh Việt Nam. Hiện tại thì TN Vlog đã có đến 4.349.250 người đăng ký. Vẫn cứ nhầm lẫn về cái việc là NTN Vlog bị tắt và Master NTN bị tắt tiền thì hiện tại thì mình thông báo tin vui cho các bạn là hai kênh này đã bật tiếng liền trở lại. Các bạn có thể xem video ở đây. Còn đây, để chiếc trang web rồi. Đây, tạo ra step làm gọi là để miễn phí. Nếu các bạn muốn tạo mà có một link riêng thì các bạn sẽ phải mất tiền đấy. Đây thì công cụ miễn phí thì giống như kiểu còi đấy. 200 người đăng ký. Mình nói thứ hai chứ là mình cũng có TikTok nữa nhá. Và TikTok mình là cũng cái tên kênh YouTube luôn. Và Minecraft này thì mình thì có download và fanpage này. Fanpage của chúng mình.
thì ở đây mình có trang của mình. Mình có tận 3 trang nhưng mà trang đây mới là trang thật của mình. Trên trò chơi Dancing Light nha các bạn, mình đang chơi Dancing Light của Cheta game gọi cái Cheta là con báo. Đây là cái game rất là nổi tiếng, có thể sau cái bây giờ game piano tiết nó phổ biến hơn nhưng vẫn là nhạc sản xuất đây. Đây mình là phát của anh Lét. Đây thì mình có thêm cả Instagram nữa. Nhờ trang đi Instagram ở đây mình không hoạt động mấy, không bị hoạt tắt hùng hoạt động. Và mình sẽ chia sẻ những cái video này đầu tiên cho mình. Một máy quảng cáo. Ê, quảng cáo thôi. Thấy mình hay quảng cáo á. Cái quảng cáo vô bao vô vật đây. Open arms, this is home where we are ever strong in the world that we made. Tiếp tục luôn. I still hear you in the breeze. Đấy, để trang cá nhân của mình. Bấm tìm kiếm cái thì mình lại lỗi. Đột nhiên mình không đi vào đây.
Camtasia 2018 được. Đây chính là BKV Pro 2018. Cái này còn mạnh hơn cả 2016 nữa. Đây đi đâu cũng được. Camtasia vốn là nó có bản quyền như này, các bạn sẽ phải mất tiền để mua. Bút tiếp theo này 2016 ấy. Đây phần mềm mai thì em ngay đã làm intro và đi đây. Đây phần mềm intro. Bây giờ mình đã giới thiệu hết về máy tính của mình. Bây giờ mình sẽ giới thiệu chiếc Samsung Galaxy Tab A của mình. Máy này. Đây, đây là chiếc Samsung Galaxy Tab A của mình. Hiện tại thì thị trường máy tính bảng bây giờ sắp chết đến nơi rồi. Đây này các bạn. Đỡ như này nhá. Bản quyền về FIFA. Đây đều Microsoft lắc đi bắt chơi thì anh game anh dùng Microsoft Browser. Đây tìm thiết bị Okay, bây giờ bắt đầu nào. Okay.
động. Đây toàn những bài phản động nhá. Bạn cẩn thận. Đây cái bài đường mở cửa sổ. Đây là cái bài giấu mặt của mình, nhưng mà mình chưa dám xuất hiện. Phản động đây. Đây liên hoàn đi này. Watching seasons change, our roads were lined with adventure. Đây có bản giấc mộng đa tình của Phanh Lét. Hidden keep us from the sea. Here we stand up in arms. This is home where we are. Ever strong in the world. TNT off video này. ID của mình là TNT off video 1234. Biết liền nhá. Rồi bây giờ thì mình kết thúc đi phần này. Đây có Minecraft. Đây thì có 6 mini block rồi. Mình vẫn thích chơi Minecraft thôi. Đây thì có Dancing Land, Rolling Sky. Mình cũng nhắc đến Rolling Sky trong cái video giới thiệu đúng cả đây ăn sẵn. Trò đây là trò mới ra mắt của Newport và liên hệ với Việt Nam chưa đầy vài ngày rồi. Mới vài ngày nghe thấy những cái lòng có là chỉ đã cài về ngày cái Alpha 9 này. Cái Alpha 9 này là mình chỉ cần là bấm thôi là nó tự rẽ, nhưng mà họ quyền cho phép mình có thể nghiêng máy để có thể chơi đó. Ok, bây giờ mình đã xong. Bây giờ thì mình đã giới thiệu xong về cái video của mình, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn hẹn gặp lại các bạn trong những video tới. Bye bye. Yeah.